Ok, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì mình là Tuấn đây. Thì ngày hôm nay mình quay một video mới. Bữa mình có nói rồi đó, hôm nay mình sẽ quay về con samurai. Mình sẽ giải thích con samurai là con gì. Tại vì có nhiều anh em vẫn nhầm lẫn con samurai và con rồng đen thiếu vảy. Thì thực chất á, con samurai nó là một cá thể được sinh ra từ cho con rồng đen. Nó là một cá thể đột biến từ rồng đen. Và samurai là gì và những cái tên gọi đi kèm chẳng hạn như là Black Mamba hay là Warriors là gì, thì bây giờ mời các bạn cùng đi theo mình ha. Thì đây là một cái số cái cá thể rồng đen ở tiệm mình, do tối rồi á thành ra cái con cá nó cũng không có được nhạy lắm. Giờ này cũng gần 12 giờ rồi. Những cái cá thể rồng đen này ở tiệm mình nè, thì khi những cái con này nó còn tơ thì các bạn thấy là cái lớp vảy nó sẽ không full ha, nó không được full, nó hở đầu nè hoặc nó hở một vài chỗ. Khi mà cái con rồng đen này nó lớn, nó về lớn tháng nó khoảng chừng 4 tháng thì bắt đầu nó sẽ full hết. Có những con nó tốt thì tầm khoảng cỡ này là nó full rồi. Thì cũng có những cá thể nó full sớm, như con này là nó full sớm nè bạn thấy không? Nó full vảy sớm đó. Nó trắng lên như vậy. Thì con rồng đen mà full full vảy thì nhìn nó sẽ đẹp ha các bạn ha. Nhưng mà cũng có con nó sẽ không được đen lắm. Tại do cái lớp metallic ở trên người nó đó, nó phủ xuống dưới, nó không được đen lắm. Thì bạn nào mà chưa biết rồng đen hoặc là rồng hoặc là dragon là gì thì các bạn có thể xem lại cái bài mà video trước đó mình up ha. Dragon là gì ha. Rồi video này mình sẽ không nói về dragon nữa. Thì đây là nhân vật chính nè các anh em. Cái con này là con rồng đen, nó sẽ bị thiếu vảy chút xíu. Thì có nhiều bạn ở trên mạng á, bạn bạn không hiểu về con samurai lắm. Bạn gọi con này là con samurai thì con này không được gọi là samurai các bạn ha, nó vẫn là con rồng đen. Khi mà về lớn tháng chút xíu nữa nó sẽ full full vảy đi, nó full vảy thì nó không còn được như vậy và người ta sẽ không gọi nó là samurai được. Cho nên thành ra là các bạn nên, nên chú ý vấn đề này. Hay là con cá cỡ tháng này nè, thì nó sẽ không có, nó không có full vảy, nuôi lớn xíu nó sẽ full vảy. Có những con lớn tháng nó cũng không có, nó không full lông, nó vẫn giữ hiện trạng này nhưng vẫn không được gọi là samurai là tại sao? Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn biết ha. Đây mình lấy cá thể, một cá thể samurai ở tiệm mình ha. Thì cái con này nó có hai tên gọi, một là samurai hay là black mamba, tùy theo quốc gia gọi, tùy theo cái nơi họ chơi nhiều hay ít. Thì cái con samurai là cái con nền nó đen và vảy trên người nó phải lộ rõ ra như vậy. Thì thông thường á, thông thường là người ta tính là cái vảy trên người nó đó phải ít hơn, tức là nó phải chỉ mọc được ít hơn 30, ít hơn hoặc bằng 30% thôi. Tức là cái mảng màu trắng trên người này ít hơn thôi thì nó mới được gọi là samurai. Thì có rất là nhiều loại samurai các bạn ha. Rất là nhiều cái kiểu hình, rất là nhiều kiểu hình họ gọi là samurai. Như nơi này là cũng gọi được gọi là samurai hoặc là black mamba. Còn một loại nữa là vảy ở trên người này nè, nó đi phân nửa ha, nó đi phân nửa, nó đi dọc tới đầu, từ đây nửa người dọc tới đầu thì vẫn được gọi là samurai. Còn mình ví dụ như con này ha, con này thì mình không gọi là samurai nhưng mà nhiều bạn ở trên mạng thì sẽ gọi nó là samurai. Lý do các bạn thấy nó đen đen nè, rồi nó hơi hơi thiếu vảy nè, con này thì cũng lớn tháng rồi đó, thiếu vảy nè, đen đen nè. Thì con này mình không gọi là samurai tại vì vảy nó quá nhiều đó bạn, nó có khả năng nó sẽ lên nữa, nó sẽ lên nữa, nó sẽ full vảy luôn. Hoặc là nếu nó giữ như vậy thì nhìn con cá nó vẫn không có đẹp so với cái con cá lúc nãy mình cho các bạn xem đó. Thì cái mấy con cá nó sẽ đẹp hơn cái con này. Và con này không được gọi là samurai bởi vì lý do là vảy nó quá nhiều nè, nó không, nó quá 30% vảy, nó mọc cũng không đẹp nữa thì người ta không gọi nó là samurai. Và hai nữa là khi cái con này nè mình về mình cho sinh sản với một con mái cũng kiểu kiểu giống như nó như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ sinh ra cái con này nhiều lắm, con rồng đen nhiều lắm và con samurai rất là ít ha. Chúng ta muốn làm cái con cá gì thì chúng ta nên chọn cái con cá nó đúng cái kiểu hình, đúng cái sự chúng ta mong muốn. Nếu mà tốt nhất là chúng ta chọn cái con cá nó có nguồn gốc hoặc là nơi họ cung cấp có uy tín thì khi mà con cá chúng ta ra sinh sản ra nó mới như ý muốn được. Chứ còn thí dụ như mà mình nghe ở trên mạng rồi mình có kinh phí cũng không tốt lắm, kinh phí hơi thấp rồi mình đi lựa, mình đi kiếm những cái con cá nó rẻ chút xíu nhưng mà nguồn gốc không rõ ràng thì có thể là các bạn sẽ phải cái hậu quả nó đi dài lắm, đi sâu với các bạn lắm, nó sẽ đi tới 3 tháng, có nhiều khi hơn 3 tháng.
rồi công chăm, rồi tất cả các cái. Thì khi mà các bạn nhận lại được là cái con cá nó không như ý mình muốn, rồi cái con cá con nó không như ý mình muốn thì cũng buồn lắm đúng không? Cho nên thành ra là khi mà mình chơi thì mình nên nghiên cứu chút xíu, mình nên tham khảo chút xíu ở trên mạng ha. Thì họ nhà samurai hiện giờ được chia làm ba cái loại hình vẫy chính. Loại thứ nhất là loại Black Mamba, là như cái kiểu hình cá mình đang có ở đây nè, thì gọi là Black Mamba hoặc là samurai cũng được. Nhưng mà nếu mà đúng ở con samurai đó là vẫy nó nửa người ha các bạn ha, vẫy nửa người. Thì con này là cái con samurai nè, các bạn có thể thấy nè, vẫy nó chạy dài từ đầu cho tới cuối thân ha, thì nó này chạy nửa người thì mình sẽ gọi nó là samurai ha các bạn ha. Đó, như con này nè đó, thì bắt đầu mình gọi nó samurai đó. Còn một loại nữa mà mình không có hình ở đây, hay không có video clip ở đây, thì mình dùng tạm cái hình ha. Thì loại này là loại mình gọi nó là Black Warriors, và ở thế giới họ cũng gọi là Warriors, nhưng mà một số vùng chẳng hạn như Thái Lan thì cũng giống như mình vậy đó các bạn, họ cũng sẽ có cái tên gọi theo địa phương đó, thì họ gọi con đó là con Black Samurai. Nhưng mà theo mình gọi là Black Warriors thì nó hợp lý hơn, nó dễ hình dung hơn. Thì con Black Warriors á, nó là cái đầu nó là có một cái lớp giáp ở trên đầu thôi, và toàn thân nó thì sẽ không có vảy hoặc vảy hơi lớm đớm chút xíu, và đuôi nó là star giống như con này của mình nè, mà đầu nó full giáp ha, không phải là nó trắng không như vậy đó. Thì người ta sẽ gọi nó là Black Warriors. Thì con Black Samurai này theo mình thấy nó cũng giống như là con Dragon vậy đó, nó không có bị lỗi thời, nó thời nào thì nó cũng được người ta săn lùng, người ta chơi. Mặc dù nó là một cái dòng không có đa màu sắc lắm, nhưng mà ở cái sự mạnh mẽ, cái sự sự gọi là kiểu như oai hùng như một chiến binh đó các bạn, thì thành ra là cái người chơi họ rất là thích cái màu, nó nhìn ngầu lắm. Và cái con Black Samurai này á, được anh Bichet, chủ trại cá Interfish ở Thái Lan á, anh này cũng là một transhipper nổi tiếng ha. Ai mà có gửi cá ở nước ngoài hoặc có nhập cá về thì cũng sẽ biết anh này. Thì anh này ảnh giới thiệu nó vào năm 2013. Anh này cũng qua Việt Nam một lần, ảnh qua Việt Nam thi cá. Thì năm đó mình là giám khảo chấm thi của cái giải đấu đó. Mình cũng có chụp hình giao lưu, mình với ảnh cũng tương đối là biết nhau, cũng thân. Nhưng mà cái con cá mà ảnh trình bày á, con Black Samurai ảnh trình bày á, thì mình lại gọi nó là Black Warriors. Là con cá mà nó mang cái giáp trắng ở trên mặt, full một cái mặt nạ ở trên mặt, và trên người nó không có cái màu gì ngoài màu đen thôi, và đuôi nó có star, hoặc là đuôi nó có cái star xanh hoặc star trắng. Thì theo tài liệu mình đọc được ở trên diễn đàn cá cảnh đó, thì anh Bichette này ảnh giới thiệu con Samurai vào năm 2013, là cái con mà trên hình đây. Và như chúng ta thấy á, thì Samurai là võ sĩ Nhật Bản mang mặt nạ giáp trụ toàn thân. Ở cái beta thì nó là một con rồng đen mà vảy rồng chỉ giới hạn ở đầu nắp mang. Có lẽ là nó là tác dụng của cái gen cẩm thạch. Về sau thì ý tưởng samurai được phát triển cho bất kỳ loại cá rồng nào, miễn là có vảy rồng giới hạn ở mặt lưng. Tuy nhiên rồng đen, nền đen, vảy rồng vẫn mang lại một sự tương phản cao nhất. Và hiện giờ thì samurai nó không giới hạn ở con rồng đen các bạn. Samurai nó có là red samurai, tức là nó sinh ra từ con rồng đỏ, hoặc là con red copper, hoặc là Yellow Samurai, hoặc là Blue Samurai. Blue Samurai là mới xuất hiện gần đây ở Việt Nam mình, và mình cũng là người đã cầm con đó. Và theo tài liệu mình đọc được ở trên mạng á, thì cái con Black Mamba được lai tạo bởi một anh tên là Dân, một thiếu niên người Thái Lan ha. Thì cái con cá Black Mamba này á, thì nó được đặt theo tên gọi của một loài rắn độc ở Sahara châu Phi. Black Mamba thì thật ra nó cũng là con rồng đen thôi, mà với vảy rồng nó nhuyễn hơn, hay mình hay còn gọi là con Black Galaxy đó các bạn, nó kiểu giống như vậy. Mà những cá thể mà Samurai hay là Black Mamba này á, những con đẹp á, thường là những con có vảy rồng tách biệt khỏi cái nền màu nền đen. Cá thể mà những con mà xấu á, thì thường là không có cái sự tách biệt này, nền nó không có đủ đậm, tức là cái màu đen hoặc là cái màu đỏ hoặc màu vàng hoặc màu những cái màu
nóng khác nó không có đủ đậm, rồi cái vảy rồng nó sẽ mọc lan sang dần dần sang cái nền đen. Bây giờ thì có một cái loại rồng mà vảy nó mọc lan luôn, nó vẫn đẹp đó, đó là con rồng tuyết, là con Snow Dragon đó. Thì cái con đó thì mọc nó lan ra tới bên ngoài đúng không ạ? Thì ở các bầy rồng thông thường á, những con như vậy được coi là thiếu vảy, nhưng mà ở con samurai á, thì nó càng thiếu vảy, nền càng đen thì nó càng đẹp. Cái con Black Samurai này nè thì nó có cái định giá của nó cũng khá là cao vì cái độ hiếm của cái loại cá này. Nhưng mà hiện giờ thì như ở mình thì cái con này tương đối là sinh sản nó cũng ok, nó cũng không phải là khó lắm. Nhưng mà có cái là cái con giống của nó khi mà mình mua, mình nhập từ nhiều nơi về chỗ khác về để mình lai tạo, mình sinh sản thì nó rất là cao, và họ không có bán cho mình con máy, buộc mình phải tìm cách để mình mua con máy về để mình lai tạo, mình nhân giống. Thì thật ra thì nói là cao hay là đắt gì đó thì nó cũng tùy theo cái chất lượng con cá các bạn. Khi mà con cá mình mua về, mình nhập về, mình đẻ, mình cũng chẳng biết rằng nó có đẹp hay xấu. Mình chỉ là theo một cái kiểu đam mê, là khi mình sinh sản ra rồi 3 tháng sau mình mới biết là con cá nó đẹp hay xấu. Thì mình cũng sẽ lựa chọn cái nguồn tốt, và hay nữa là 70% còn lại là kỹ năng cá nhân của mình. Khi mình nhìn cái con cá để mình nhập về, mình không được như các bạn, mình phải ngó online, mình phải nhìn online qua video clip và hình ảnh để mà nhận biết được cái con này nó đẹp như thế nào, nó đẹp bao nhiêu phần trăm. Mà nói như vậy thôi chứ cũng ăn hành hoài mấy bạn, nhiều khi cũng cũng về mua, cũng nhập về các kiểu, rồi cuối cùng sinh ra cũng cũng bỏ đi không. Con cá nó hơi trầy trầy nè, mình lấy làm ví dụ luôn. Anh này là anh nhảy qua hồ bên kia nè, anh xử con cá kia, rồi con kia nó rách bươm, còn anh này thì anh bị trầy vậy, anh trầy nhiều lắm nè. Nhưng mà trầy vậy nó có bình thường trở lại không? Thì mình hứa các bạn rằng là nếu các bạn nuôi môi trường tốt, ok, con cá nó mọc vảy lại bình thường ha, cái lớp metallic nó dày lên ha, lớp metallic mà đang bị trầy mà ra mảng đen đen nó sẽ mọc lại bình thường. Thì đặc điểm của con dragon, con rồng nó là như vậy. Thành ra khi mà con cá mà nó bị nhân tạo rồi thì chuyện chắc chắn là trong tương lai, thời gian không sớm thì muộn thôi, là nó cũng sẽ mọc lại như con bên kia đối diện, nó sẽ y chang vậy đó. Đó. Còn ở con samurai á, là nó sẽ không mọc, hoặc nó mọc sẽ không có full được như vậy đó các bạn ha. Cho nên khi mà mình chơi con rồng hoặc mình chơi cái loại cá nào mới thì mình tìm hiểu chút xíu nó vẫn hay các bạn ha. Thì đối với cái người lai tạo mà như tụi mình nè, thì thật sự là mình rất là thích khi mà mình phát hiện ra trong bầy ra một cái cá thể đặc biệt, và mình sẽ cố gắng mình tìm cách để mình nhân giống nó. Giống như là ngày trước mình có từng có một cái con Black Samurai mà nó có ba cái, nó có hai cái vây hậu các bạn, cái vây hậu với cái vây ở dưới nè, đó cái vây dưới nè là nó hai cái, nó chia làm đôi. Và mình cũng có một cái clip mình quay nó, mà nhìn trên nhìn xuống thì giống con cá ba đuôi lắm các bạn, nhưng mà thật ra nó là hai cái vây hậu ở dưới chứ không phải là hai đuôi hay là ba cái đuôi, nó là hai cái vây hậu này. Thì con cá đó mình cũng không kiếm được cái con cá mái, và mình cũng lấy nó làm một lần với lại một con cá mái khác, nhưng mà cá mái loại một cái vây hậu nhưng mà nó không ra các bạn. Và ở Thái Lan ngày trước cũng có một cái con cá nó có hai cái vây lưng trên này nè, như là cánh bướm, như cánh bướm. Thì cái con đó nó có tên là cái gì, double double fin, double fin của một cái người ở Thái Lan thì phải. Thì khi mà những cái con cá ra đời, những con đầu tiên, thì xin thưa với các bạn rằng nó vô giá, và rất là nhiều người, nhà lai tạo lẫn người chơi, họ sẽ tìm cách để mà họ sở hữu cái con đó để mà làm chi. Nhiều khi vô tình bây giờ tôi có con mái giống vậy nè, bây giờ tôi muốn mua cái con trống giống vậy, tôi muốn kiếm con trống vậy, hay là ngược lại, thì bằng cách nào đó mình phải có con đó để về mình làm gì, mình nhân giống tiếp theo, mình phục vụ cho đam mê mình. Thì đó là một người lai tạo, chứ không phải là đem con cá ra rồi nghĩ cách mần nó cắt nó, hay là cạo vảy nó. Rất là gọi là nhẫn tâm, cái kiểu mình tởm những người như vậy. Thật là một người lai tạo mình phải là một người mà có cái sự hiểu biết nhất định, và mà mình phải có cái đam mê, mình phải có cái sự tìm tòi, chứ không phải là
mình cứ nghĩ cái chiêu nào, tính cái cách nào, đèn đuốc, âm thanh, ánh sáng, hay là dùng thủ thuật rồi bác sĩ các kiểu để mà có được cái con cá như mình muốn để mà. Rồi, qua video mình vừa chia sẻ thì hy vọng các bạn cũng nhận biết được con Black Samurai là gì, Black Mamba là gì và Black Warriors là gì, để các bạn có thêm kiến thức, chọn được con cá mình yêu thích cũng như là về nhân giống lai tạo. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn với Beta, chúc các bạn có thêm nhiều niềm vui cho cuộc sống. Rồi, video Black Samurai của mình đến đây là hết ha. Anh em chia sẻ, like, share, subscribe kênh của mình để mình có động lực làm video mới ha. Anh em nào có nhu cầu về kiến thức cái loại gì đó như thế nào đó có thể comment bên dưới, mình sẽ cố gắng mình thu thập ý kiến và mình sẽ làm trong những video sau. Anh em nào có nhu cầu về Beta cũng có thể liên hệ mình ha. Cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày vui vẻ.